Vâng, em Hùng xin chào tất cả các đang xem và theo dõi kênh. Thì hôm nay bên em làm cái video test cái sản phẩm, hoạt động của sản phẩm trước khi gửi lên đường. Đó là cái con Ramsa mã VKB9220. Bên em cũng có fix giá trong ngày mùng 1 nha bác nha. Đây. Và con này thì em gửi cho anh Quyền ở Thái Bình. Nha bác nha. Con này thì chạy điện là 100V nha, 100V. Anh Quyền có xem video này thì vào xem hoạt động của sản phẩm của mình. 9220 thì bên em hết hàng nha bác nha. Thì còn lại một con Ramsa thì còn lại một con 1400A nha bác, 1400A. Thì các bác nào chốt hàng thì alo cho em. Giá hôm nay là mùng 3 đúng không bác? Mùng 3 thì vẫn còn đang trong cái ngày fix giá là 5,5 triệu nha bác nha, 5,5 triệu bao cước. Đây con này. Con này 5,5 triệu bao cước nha. Đó. Thì các bác nào chốt thì alo cho em nha. Vẫn đang trong cái thời gian còn giảm giá sale cho tất cả bác. Rồi em test nha. Rồi lên đã ngắt nha bác nha, lên nhạc này. Ok nha, cần 2 này. Sản phẩm nó hoạt động ok nha bác nha. Đấy. Thì bác nào thích chơi những hàng nhập thì bên em hiện tại vẫn đang còn là Ramsa này, Victor này, Hi-Fax xong xuôi này. Đấy, thì có giá thì bên em cũng đã thông báo cho tất cả bác rồi nha. Đấy, con này 5,5 triệu này, hiện tại còn fix giá trong ngày này nha bác nha. Đấy, qua ngày sau là giá vẫn giá cũ nha bác. Con này 5,5 triệu này, con này 9 triệu này bác, 700 là 9 triệu này, 300 là 6 triệu này. Hi-Fax 4023A là 7 triệu nha. Đấy, rồi thì các bác mua hàng thì liên hệ cho em qua số điện thoại trong hình. Con này thì khách chốt về Thái Bình rồi. Em xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả các bác nha.